chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày cảnh đối lập trước và sau thảm họa cháy rừng ở australia thảm họa cháy rừng ở australia đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng trong đó hàng loạt địa điểm du lịch nổi tiếng bị tàn phá nặng nề và phải đóng cửa vì sự an toàn kangaroo island australia đang phải đối diện với vụ hỏa hoạn lớn nhất trong lịch sử khiến nửa tỷ động vật chết, hàng triệu ha rừng bị thiêu rụi, bầu khí quyển ô nhiễm nặng do khói bụi. Một trong những nơi chịu nhiều thiệt hại nặng nề nhất là hòn đảo Kangaroo, từng được mệnh danh là hòn đảo thiên đường, giờ đây thảm thực vật ở Kangaroo bị thiêu rụi đến trơ trọi, ảnh, Earth Focus, thành phố Sydney, tọa lạc ở bờ biển đông nam của Australia. Thành phố Sydney là một trong những địa danh hút khách du lịch nhất tại xứ sở chuột túi. Sau thảm họa cháy rừng, Sydney đang chìm trong biển cho, và khói dày đặc. Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng tại đây như nhà hát Opera Sydney, cầu cảng Sydney dường như biến mất trong lớp khói mù mịt. Ảnh: Sydney Daily Mail, khu rừng Glen In, nằm ở độ cao 1072m so với mặt nước biển. Glen In từng được ví von là thị trấn trong tranh của Australia nhờ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và thảm thực vật tươi tốt. Tình trạng cháy rừng diện rộng đã khiến nhiều động vật bị thiêu sống và xóa sổ một lượng lớn cây xanh ở đây. Ảnh Carlos Sestini Kinetongfa, khu bảo tồn Darawan, từng sở hữu thảm thực vật tươi tốt và quần thể động vật đa dạng. Khu bảo tồn Darawan ở thời điểm hiện tại đang chìm trong những cột khói cao hàng trăm km. Ảnh Jamie Louis Scott gạch dưới Beckangrid, thị trấn Zeppelin là một thị trấn nhỏ nằm ở tiểu bang Victoria của Australia. Nơi đây có sức hút đặc biệt với du khách nhờ sở hữu nhiều công viên, bãi biển đẹp, vụ cháy, đã theo dụi nhiều đồng cỏ, và cướp đi mạng sống của nhiều loài động vật hoang dã. Tại đây, ảnh, Vuk Living, elizasum thị trấn Port Macquarie, nằm ở bờ biển mid North của tiểu bang New South Wales. Thị trấn Port Macquarie nổi tiếng với những bãi biển đẹp cùng nhiều công viên động vật hoang dã, cháy rừng, đã khiến nhiều công viên ở đây bị theo dụi, bầu trời, và nước biển chuyển sang, màu đỏ ao của lửa, ảnh. Dibichavelnap, gạch dưới Brittany Daly bạn yêu quý hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên bấm like và đăng ký kênh hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo